Rùa tiên tri dự đoán kết quả Bồ Đào Nha vừa rớt Thụy Sĩ, không được phép sai lầm. Rùa tiên tri đưa ra dự đoán về kết quả trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ tại vòng 1 trên 8 vua Cup 2022. Dù để thua Hàn Quốc ở lượt trận cuối nhưng Bồ Đào Nha vẫn vào vòng mùng 1 tháng 8 với ngôi nhất bảng H. Ở giải đấu lần này, Bồ Đào Nha đang chỉnh diễn lối chơi đẹp mắt và không kém phần hiệu quả. Trong khi đó, Thụy Sĩ cũng đã chơi khá tốt tại giai đoạn vòng bảng và đi tiếp với vị trí nhì bảng G. Ở vòng 1 trên 8, đội bóng xứ sở đồng hồ sẽ chạm mặt Bồ Đào Nha, đây là đối thủ có sức mạnh vượt trội so với họ. Trước thềm trận đấu, Rùa Tiên Tri cũng đưa ra dự đoán về một trận thắng cho Bồ Đào Nha. Video Rùa Tiên Tri dự đoán kết quả Bồ Đào Nha giữa Thụy Sĩ